Toàn cầu hóa không những mở ra cho chúng ta cơ hội phát huy khả năng của mình, mà còn giúp chúng ta đón nhận những luồng văn hóa mới từ mọi nơi thổi vào. Bên cạnh những thuận lợi đó, chúng ta cũng đang phải đối diện với biết bao khó khăn thách đố mà nó đem lại. Toàn cầu hóa đã và đang có tác động rất lớn đến đời sống đức tin và những giá trị đạo đức của con người, đặc biệt là đối với những người di dân. Cùng với tác giả Thánh Bình 61, chúng ta hãy hợp ý với những người đang sống cảnh lưu vong trên thế giới, dâng tâm tình nguyện cầu lên Chúa. Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu vang và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Ắt hẳn, đây phải là cách tiếp cận vĩnh viễn với Chúa trong bất kỳ trạng thái nào của chúng ta. Khi chúng ta cầu xin Chúa lắng nghe và hướng dẫn chúng ta, Ngài sẽ luôn luôn làm như vậy. Sau lời dạo đầu, vừa gây sự chú ý, vừa tha thiết khẩn nài, tác giả Thánh Bình 61 đặc biệt lưu ý đến tình cảnh đáng thương của mình. Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa, tâm thần đang mòn mỏi rã rời. Trong hoàn cảnh hiện tại, rất có thể là tác giả Thánh Bình đang cùng chung số phận với những người con cái nhà Israel lưu lạc nơi đất khách quê người. Về phương diện địa lý, tác giả cảm thấy mình như đang ở một nơi rất xa từ cùng cõi địa cầu. Nhưng về mặt tinh thần, tác giả vẫn luôn hướng tâm tình về quê hương, nơi có đền thánh Chúa để kêu lên Chúa, để cầu xin với Thiên Chúa của Israel những điều mà tâm thần này đang mòn mỏi rã rời. Từ cùng cõi địa cầu còn biểu thị trạng thái xa xôi, nơi mà chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện và sự giúp đỡ của Chúa. Từ đó, chúng ta cần phải quay trở lại với Ngài. Đang lúc tâm thần đang mòn mỏi rã rời, tác giả lại có ý tưởng mạnh mẽ. Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên. Tảng đá là chính Chúa, và đó là lẽ thật, nơi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng. Tảng đá cao vòi vọi ấy hướng chúng ta biết nhìn lên Chúa luôn luôn, nhất là trong lúc tâm thần mòn mỏi rã rời. Quả thật, chính những việc nhìn lên Chúa trong những lúc rã rời đã giúp nuôi dưỡng và củng cố niềm tin của các tín hữu trong mọi hoàn cảnh hiện tại. Cho nên, dù chịu cảnh thống trị của ngoại bang, dù chịu những khó khăn thử thách, nhưng tác giả Thánh Bình và mỗi người chúng ta sẽ giữ được niềm xác tín kiên định. Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân. Ước gì con được ở mãi trong lều thánh, được che chở dưới cánh tay của Ngài. Cũng chính nhờ có niềm tin mà tâm thần đang mòn mỏi rã rời, giờ đây tác giả cảm thấy mình đã được Chúa nhận lời rồi và đã được thỏa lòng ước nguyện. Vâng, chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con. Lạy cho con thừa hưởng cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài. Cơ nghiệp được tác giả nói đến cũng chính là mối phúc mà Chúa Giêsu khẳng định. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Quả thật, đối với một người sống lưu vong nơi xứ người, thì không gì hạnh phúc hơn là được thừa hưởng vùng đất hứa làm gia nghiệp trên chính quê hương mình, cùng với niềm hy vọng được an cư lạc nghiệp. Tác giả hướng đến sự tồn vong của dân tộc Israel,
và cầu xin Chúa cho quê hương mình được quốc thái dân an. Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ cho Đức Vua sống mãi ngàn năm, hiển trị muôn đời trước nhan thánh, được ân tình tín nghĩa chở che. Được như vậy, người kính sợ Chúa mới cảm thấy an lạc và tự do thanh thoát, dâng hiến cuộc sống của mình cho việc phụng sự Chúa suốt đời. Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng danh thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Tác giả Thánh Vịnh sử dụng cụm từ ngày lại ngày để nhắc nhở chúng ta về một khung thời gian hướng lòng chúng ta về Chúa, để chúng ta nhìn lại chính mình. Ý nghĩa tinh thần của ngày lại ngày là ý nghĩa của một tâm trạng vĩnh viễn, không thay đổi, bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cách nào đó đang sống kiếp lưu vong nơi trần thế này. Xin cho chúng con cũng hiểu được rằng cảnh huống lưu vong theo một nghĩa nào đó là cảnh huống chúng con đang xa Chúa. Xin Chúa cũng cố đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết tìm về bên Chúa, sống trung thành với Chúa trong suốt cuộc đời chúng con. Bên cạnh đó, chúng con cũng nhớ đến những anh chị em di dân đang phải sống cảnh xa quê hương lầm lạc. Xin Chúa thương gìn giữ, che chở và ban ơn đức tin cho họ. Amen.